Thưa quý khán giả, tiêu chuẩn Việt Gáp trong sản xuất lúa sẽ giúp nhà nông chủ động quản lý canh tác theo quy trình từ bón phân, quản lý cỏ dại cho đến sâu bệnh hại theo từng giai đoạn sinh trưởng của lúa, theo hướng giảm chi phí và quan trọng hơn là đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng cũng như là sức khỏe của người sản xuất. Để sản phẩm lúa gạo đạt chất lượng cao, năng suất tốt, bà con nhà nông cần chuyển đổi phương thức canh tác từ truyền thống sang hiện đại, đặc biệt chú ý đến các tiêu chuẩn để có thể tham gia các thị trường tiêu thụ khó tính. Các kỹ thuật sản xuất cũng cần được nâng cao, kết hợp sử dụng các phương tiện cơ giới hóa, công nghệ hóa vào sản xuất. Hơn thế, công nghệ máy móc giúp mô hình sản xuất nông nghiệp sạch được mở rộng, gia tăng diện tích sản xuất, nâng cao sản lượng lúa gạo và giá trị kinh tế. Sản xuất lúa mà để đạt cái việc ghép thì nó không quan trọng là cái giống mà mình làm giống gì cũng được. Thì bà con mình thích cái giống nào có năng suất cao, có chất lượng, bán có giá thì chúng ta chọn. Nhưng mà đặc biệt thì chúng ta phải làm cái giống phải từ cái cấp xác nhận. Hiện nay người ta cái câu mà đất khỏe thì cây mới khỏe, rồi cây khỏe thì cái người trồng mới khỏe. Thì đất thì chúng ta vẫn phải làm canh tác bình thường. Cái thứ nhất là chúng ta phải có cái thời gian cách ly giữa hai vụ, phải đảm bảo tối thiểu là cũng phải là được khoảng 20 ngày, khoảng 3 tuần. Rồi trong cái thời gian nghỉ đó thì chúng ta phơi đất, cày sới sáo chúng ta phơi đất để cho cái thứ nhất là cái tiêu diệt cái mầm bệnh, sâu bệnh, rồi đất nó nghỉ, rồi nó có cái thời gian nghỉ như vậy thì nó mới giải phóng được một số cái chất mà nó bị cố định, thí dụ như lân rồi là nó bị cố định, rồi trong chúng ta có điều kiện chúng ta cài phơi ải thì nó sẽ giải phóng được cái lân đó, thì nó sẽ giúp cho cái vụ sau của mình là cây lúa nó sẽ tốt hơn, là chúng ta sẽ cũng đỡ tốn hơn cái tiền vật tư đầu vào. Phương pháp sản xuất lúa chất lượng cao theo quy trình Việt Gáp không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn giúp củng cố nâng cấp mô hình sản xuất quy mô lớn, hạn chế phát tán chất độc gây ô nhiễm môi trường từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, từ đó góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản xuất, đồng thời nâng cao thu nhập cho nông dân, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững. Phân bón thì hiện nay làm thì chúng ta cũng bón theo cái quy trình kỹ thuật theo cái nhu cầu của cây lúa, thì hiện nay khuyến cáo với bà con mình là cái tỷ lệ bón giữa đạm, lân, kali là chúng ta khoảng 90, 60 và 40. Tuy nhiên thì cũng khuyến khích bà con nông dân chúng ta là tăng cường cái phân hữu cơ, nhằm thứ nhất là cải tạo đất rồi để cho cây nó sử dụng phân bón tốt hơn, rồi đất nó tơi xốp đó. Trong cái việc ghép này thì đối với chương trình của nhà nước thì hiện nay thì cũng có hỗ trợ cái phân hữu cơ để cho bà con đưa vào để xử lý, để cải tạo cái đất.